đây là con dê thông minh nhất mà tôi từng thấy. Ngoài khả năng đánh bài như con người, trong trường hợp khẩn cấp nó còn có thể gỡ bom, thậm chí còn dũng cảm đỡ đạn. Nó thông minh như vậy chỉ vì chủ nhân của nó quá ngáo, làm cảnh sát nhưng lại luôn có những pha xử lý đi vào lòng đất. Mark Guy vốn là một cảnh sát trong vùng quê tại Brazil. Hôm nay đi làm bất ngờ phát hiện một tên ăn trộm vặt. Với nghiệp vụ đỉnh cao của mình, Mark Guy liền đuổi theo, rồi tiện tay lấy một thanh gỗ hạ gục tên trộm vặt, mà không ngờ thanh gỗ đó lại là chân trống của chiếc xe chở thùng xăng. Mất một chân khiến chiếc xe bị sập làm hai chiếc thùng lăn xuống, trực tiếp đổ tung cả một góc phố. Tuy rằng đã bắt được tên trộm, nhưng Mark Guy lại gây ra chuyện lớn. Người dân ùn ùn kéo đến đồn cảnh sát đòi xử lý tên phá hoại, làm cho bà sếp béo vô cùng đau đầu nhức óc. Sau một hồi đắn đo, bà quyết định sẽ cho Mark Guy về quê chăn dê. Mà chú dê này không phải dạng vừa, nó là linh vật của toàn thị trấn. Nếu có chuyện gì xảy ra nữa, chắc chắn người dân sẽ đưa Mark Guy đi nấu cao. Điều đó làm anh không dám lơ là cảnh giác, chuyển cảnh đến đồn cảnh sát thành phố. Ở đây đang có một kế hoạch tóm gọn ông trùm ma tuế. Cấp trên trực tiếp giao nhiệm vụ xâm nhập hang ổ cho Lukaku, một anh cảnh sát có phần ngáo ngơ và chậm chạp. Rất nhanh, Lukaku đã cải trang thành một con buôn lớn đến điểm hẹn giao hàng. Bên ngoài, tất cả cảnh sát đã bao vây, đảm bảo không có một con muỗi nào trốn thoát được. Ai ngờ trong khi giao dịch, kẻ địch lại vô cùng cảnh giác. Bọn chúng hỏi Lukaku đã từng đi tù chưa và ở nhà tù nào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh đành trả lời bừa, mà không hề biết rằng nhà tù anh nói lại là nhà tù nữ. Thế là cả nhóm bị bại lộ, kẻ địch rất nhanh rút súng tấn công. Lukaku thì nhanh chân chạy thoát, còn đồng đội thì ăn một rổ kẹo đồng. Phía cảnh sát bên ngoài cũng nổ súng giải nguy, làm đám tội phạm phải lên xe tẩu thoát. Sau cái chết của người đồng đội, người có lỗi nhất là Lukaku, thế là anh bị cấp trên khiển trách thậm tệ, bởi vì một cảnh sát dũng cảm là phải đỡ đạn hộ cho đồng đội. Ấy thế mà anh lại chưa từng làm việc đó. Cứ như vậy, Lukaku bị hạ cấp và chuyển công tác, thậm chí trước khi đi còn bị đồng đội phỉ nhổ, chỉ vì cho rằng anh là kẻ hèn nhát. Phía khác, Mark Guy vẫn đang chơi đùa với chú dê, hy vọng một ngày nào đó sẽ thoát khỏi cảnh này, chứ nhiều khi buồn chán quá còn phải đi đánh bài với nó. Đến khi buồn ị quá, đành bảo dê đứng yên ở ngoài. Ai ngờ đến khi quay lại thì đã chẳng thấy dê đâu, làm Mark Guy phải gấp rút đi tìm, nhưng lùng sục khắp làng vẫn không thấy nó. Cho đến khi ra đến ngoài đường, Mark Guy bất ngờ phát hiện con dê đang trên thùng xe của người khác, lại còn đang thoải mái tận hưởng thức ăn. Thấy vậy, Mark Guy định rút tiền ra chuộc lại con dê, không ngờ lại để lộ thẻ cảnh sát. Nghĩ rằng Mark Guy muốn bắt mình, anh ta liền rút súng đe dọa, bắt anh phải nằm úp xuống đường. Nhân cơ hội đó, hắn lên xe chạy trốn, mang theo luôn con dê của Mark Guy. Rất may Mark Guy vẫn kịp nhớ biển số chiếc xe, rồi nhanh chóng bắt xe khách đuổi theo. Ở thành phố, Mark Guy tìm đến sở cảnh sát, mà đây chính là nơi công tác mới của Lukaku. Đúng lúc đi vào, anh nhìn thấy Mark Guy có biểu hiện lạ, cứ tưởng là tên ăn trộm nào đó. Bằng những vật dụng vốn có, Lukaku muốn tóm gọn tên trộm này. Sau đó mới biết cả hai lại là đồng nghiệp của nhau. Hai ông thần rất nhanh bắt tay làm quen. Rồi Mark Guy nói tên con dê và nhờ tìm hộ, làm cho Lukaku nghĩ rằng con dê là một đứa trẻ, qua đó hứa rằng sẽ tìm lại được nó. Rất nhanh, qua trích xuất camera an ninh, bọn đã tìm được vị trí chiếc xe. Thế là cả hai ông thần bắt xe buýt tới đó. Để thuận lợi cho việc tìm kiếm, Mark Guy đã vẽ lại chân dung tài xế, lần theo manh mối họ vào một quán bar, rồi rút tờ chân dung hỏi tên nhân viên. Nhưng vì vẽ quá xấu làm anh ta không thể nhận diện. Để dễ nhận diện hơn, Mark Guy nhét mấy tờ tiền vào mồm hắn, quay đi quay lại mất cả đống tiền, kết quả vẫn không thể nhìn ra, khiến cho Lukaku tức vãi cả đái, đành phải vào nhà vệ sinh. Ai ngờ trong này anh phát hiện ra tên tài xế đang nói chuyện điện thoại với cấp trên, bảo rằng vì con dê đã ăn ma tuế trộn với đường mía, nên hắn muốn mổ bụng để lấy lại số hàng đã mất. Nghe quá sốc, Lukaku liền quay lại thông báo cho đồng đội. Không may Mark Guy lại đang nói chuyện với mấy tên buôn ma tuế mà Lukaku chạm trán trước đó. Bọn chúng rất nhanh cũng nhận ra anh, ngay lập tức rút súng uy hiếp hai người. Đúng lúc này tên mắt chuột cũng dắt con dê ra, làm cho Lukaku một phen ngỡ ngàng, nhận ra bản thân chỉ vì một con vật mà phải rơi vào hoàn cảnh này, khiến anh sợ quá vã cả mồ hôi hột. Mark Guy thấy vậy liền lấy khăn lau cho Lukaku, nhân lúc bọn chúng không để ý anh liền phản công, cứ vậy đá từng thằng bay đi, rồi thả khẩu súng vào bể cá, còn trên tay cầm chiếc khăn làm vũ khí, đánh cho thằng nào thằng ấy bay hết cả răng. Cùng với những cú đá móc sở trường, Mark Guy dễ dàng hạ gục đám này một cách đẹp mắt. Phía khác thì Lukaku cũng phối hợp ăn ý, đánh bại hoàn toàn đội hình đối thủ. Đến khi này chỉ còn một mình tên trùm đấu với Mark Guy, cả hai so kè mấy trăm chiêu nhưng không thể tìm ra người thắng. Cho đến khi tên trùm tung cú đá vỡ hai hòn trứng cút của Mark Guy, rồi hắn ta cứ thế quay đít bỏ chạy. Hai cảnh sát thì cũng nhanh chóng cướp xe đuổi theo, bám sát được mục tiêu, Mark Guy liền rút súng ra bắn. Ai ngờ đúng lúc này đèn tín hiệu lại chuyển màu đỏ, khiến cho Lukaku phải phanh gấp, làm cho Mark Guy cắm mặt về trước. Rồi anh nhanh chóng đứng dậy cướp một chiếc xe đạp đuổi tiếp. Rất may anh vẫn kịp bắt được tên mắt chột, nhưng vẫn để tên trùm chạy mất. Tại đồn cảnh sát, tên mắt chột ngoan cố không chịu hé răng nửa lời, làm Mark Guy phải thể hiện bản lĩnh cho hắn sợ. Đầu tiên là châm điếu xì gà, rồi cứ vậy di vào ra để dập tắt nó. Tuy đau lắm rồi nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn, sau đó lại rút dao,
đâm liên tiếp vào kẽ các ngón tay, làm cho tên mắt chuột bắt đầu cảm thấy rén, khuyên anh nên dừng tay lại, ai ngờ MacGyver lại càng đẩy nhanh tốc độ, sau đó đâm thật mạnh làm một cú chốt hạ tuyệt vời. Kết quả con dao lại nằm trọn trên bàn tay của Lukaku, làm tên mắt chuột sợ mất cả hồn vía đành phải khai. Bọn chúng làm việc cho một quan chức cấp cao, qua đó MacGyver nghĩ rằng hắn ta là nghị sĩ liên bang Zeka, vì ông ta là người duy nhất quảng cáo cho hãng đường mía. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ cho rằng Zeka chính là người đứng sau. Để thuận lợi phá án, Lukaku dẫn MacGyver đến gặp sếp và xin cô hợp tác cùng bọn họ. Nhưng sau những thất bại liên tiếp của Lukaku, cô đã hoàn toàn mất đi niềm tin và quyết định không đầu tư vụ này, làm cả hai thằng phải tự đi điều tra. Bọn họ thuê một chiếc taxi và theo dõi Zeka, đợi cả ngày trời mới thấy ông ta xuất hiện, trên tay còn cầm một chiếc vali rất đáng nghi đi giao dịch, làm hai thằng nghĩ có hàng cấm bên trong, rất nhanh bọn họ ập vào bắt giữ, ai ngờ trong chiếc vali đó lại chỉ có thuốc và tiền để đem đi cứu trợ châu Phi. Sau thất bại ê chề này, cấp trên của Lukaku đã rất tức giận, vì cô đã cho người theo dõi Zeka từ lâu, nhưng sau lần này lão già đó đã đề cao cảnh giác, đợi được sơ hở của hắn có mà đến mùa quýt, cứ vậy cô trực tiếp sa thải hai người, làm MacGyver buồn bã dắt dê bỏ về quê. Chia tay người bạn vào sinh ra tử khiến Lukaku rất buồn. Ai ngờ đúng lúc này MacGyver quay lại, bên cạnh đó là tên buôn mai thúy và ông trùm Zeka, rất nhanh đã trói đôi bạn cùng tiến vào với nhau. Ông ta cho rằng hai người đã biết quá nhiều, tốt nhất là không nên để bọn họ tồn tại nữa, cứ vậy cài một quả bom hẹn giờ để lại, sau đó thong thả rời đi, mà cả hai người đều bị trói chặt không thể nào thoát ra. Trong lúc nguy cấp, MacGyver mới nhớ anh có khả năng đặc biệt là nói chuyện với động vật, thế là liền tụ khí đan điền nhờ con dê gỡ bom, rồi anh bảo nó hãy cắn đứt dây điện màu đỏ. Ai ngờ nó không tin vào chủ nhân mà quay mõm sang dây xanh. Kết quả tất cả đều được an toàn, làm hai cảnh sát không thể tin chú dê lại thông minh đến vậy. Rồi bọn họ cởi trói và dắt ân nhân ra ngoài, sau đó lại thuê chiếc taxi hôm trước để đuổi theo Zeka. Nhưng lần này vì thiếu tiền nên đành phải cho xe ghép khách, tuy rằng hơi chật chội nhưng cũng đành chấp nhận. Rất nhanh họ cũng đã đến được địa điểm giao dịch mai thúy, vào trong đã thấy Zeka cùng đồng bọn chuẩn bị giao dịch. Để ghi lại bằng chứng, MacGyver rút điện thoại ra chụp ảnh, ai ngờ lại quên tắt đèn flash, làm hai thằng lần nữa lại bị bắt được. Zeka quyết tâm lần này sẽ phải xử được hai người. Đúng lúc căng thẳng, đột nhiên một tiếng súng vang lên, hóa ra là cấp trên của Lukaku đến kịp, thành công giải nguy cho bọn họ. Cả hai bên liền nổ súng điên cuồng, thành công bắn hạ rất nhiều tên tội phạm. Khi thấy Zeka đang được đàn em hộ tống rời đi, cặp đôi cảnh sát nhanh chóng đuổi theo. Lukaku liền nhặt chổi lau nhà để tấn công, ai ngờ lại bị đối thủ cướp mất. Thấy kẻ địch dùng gậy thi triển đà cầu bồng pháp của cái bang, MacGyver cũng không chịu thua kém, lấy đôi kiếm điện múa may quay cuồng. Ai ngờ anh chủ quan dễ dàng để đối thủ đánh rơi kiếm. Tuy vậy để thắng anh cũng không phải dễ. Lukaku sau đó lên tiếng mày có giỏi thì bỏ vũ khí đi, mà tên kia cũng rất quân tử liền bỏ gậy đấu tay vo. Đến lúc này khả năng võ thuật của MacGyver mới được thể hiện, anh dễ dàng hạ gục hắn bằng một cú đá móc sở trường. Mà lúc này ông trùm Zeka đã chạy ra được đến xe, thành công lấy được khẩu súng đầu lòi. Không chần chừ, hắn ta liền nổ súng, vì không muốn quá khứ lặp lại lần nữa. Lukaku quyết hy sinh thân mình cứu đồng đội. Đúng lúc này chú dê nhỏ lại xuất hiện, thành công đỡ được viên đạn đó. Vì có áo chống đạn nên nó hoàn toàn bình an vô sự, không giết được MacGyver. Zeka liền lên máy bay bỏ chạy. Ai ngờ chưa đi được xa thì máy bay gặp sự cố nổ tung, trực tiếp đưa ông chủ ma tué đi gặp ông bà ông vải. Sau chuyện này cả MacGyver và Lukaku đều được phục chức, còn chú dê được trao huân chương danh dự vì đã có công gánh hai tên cảnh sát còng hết cả lưng. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye.